Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên em xin thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người vừa qua đã luôn tin tưởng ủng hộ em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì hôm nay em tuyển được cho anh em hai em chim bổi Lào, gốc Lào anh em nhé. Bộ to, bộ cực to anh em nhé, bộ to. Tóm lại là bóng bộ của hai em chim ngày hôm nay thì cực kỳ chất. Khẳng định với anh em luôn là cực kỳ VIP và chất. Giọng chim nào thì chắc là anh em miễn chê rồi. Giọng cực kỳ phê anh em nhé. Mỏ con, đây là con đầu tiên anh em này. Người dài to, cao cầu, lông mỏng, màu đá lân gốc màu dày. Nó lên bộ, nó khi nó hot ấy, gáy nó phồng lên anh em ạ. Nhìn khiếp thật, quá VIP luôn. Đây em quay cận cảnh chi tiết anh em này, nghe giọng này. Chim vừa bắt về nhà. Hai em chim này là chim gốc Lào anh em nhé. Và em cũng kiểm tra rất chi là kỹ. Chim này mới được khoảng tầm 1 tuần lồng thôi. Đã cắm bã ok hết rồi. Chim thì em đã kiểm tra rất chi kỹ, không tật lỗi nhỏ anh em nhé. Không một tật lỗi nhỏ, kể cả giọng mái cũng không có anh em ạ. Thì chim vùng này phải nói là giọng mới bộ khiếp thật. Bộ to, hầu hầu to, yếm động, người dài, lông mỏng, giọng thì cực kỳ xoắn. Đây anh em thấy nghe giọng này, cực kỳ VIP luôn. Bộ thì như siêu mẫu. Có lên dáng bộ thì nhìn cực đẹp. Đây em còn chưa cho tắm táp gì đấy. Chim về cái này em cho ra lồng, gọi quay cho anh em thập luôn. Và em anh em cứ đón xem hết clip của em nhé. Em sẽ báo giá chi tiết từng em một. Anh em nào thấy hợp với túi tiền của anh em thì anh em nhưng mà alo với số điện thoại của em, hoặc là anh em có thể vào xem kênh của em giải trí bất chút thời gian, gọi 1-2 giây ủng hộ cho em xin nút like với đăng ký kênh để theo dõi những gọi là con chim, những clip mà em đăng những con chim bổi, những con chim cà phê, chim mồi cho anh em có thể là xem thư giãn. Về và em cũng thôi cũng chả phải vòng vo nhiều, clip thì em quay chi tiết rồi, anh em có thể gọi là ngắm kỹ rồi. Đây có thể xem trực tiếp này rất ok rồi. Đấy, mỏ màu, yếm động, ngực lở, cao cầu, giọng rất chi là hay. Đấy, khi nó hót anh em để ý cái gáy phồng lên thì phê thật. Đây nó chưa lấy hết bộ đấy. Và em này em cũng chia sẻ luôn cho anh em. Em báo giá công khai cho anh em. Em chim này em chia sẻ cho anh em với giá là 1,8 triệu anh em nhé. 1,8 triệu. Nói chung là chim bổi em tuyển thì anh em yên tâm là hàng cực kỳ chất lượng và đẳng cấp, khẳng định luôn. Đấy, anh em có thể tự thẩm được trên clip, em quay rất chi tiết, giọng rất chi là hay, mà con này cực kỳ mau mỏ, phải nói là cực kỳ mau. Giọng thì hay, bóng bộ cân đối, từ yếm hầu màu gốc màu dày không khuyết, gáy phồng, đấy là hot anh em. Bình thường nói là em nói là gáy ngựa cũng được, nó phồng có đung lên đấy anh em nhìn kìa, siêu mẫu luôn. Cái giá thành nói chung là rất chi là hợp lý anh em nhé. 1,8 triệu em chim số 1 bổi Lào anh em nhé. Đấy, anh em có thể thẩm trực tiếp, em cũng không cần phải nói chi tiết quá, vì anh em có thể là qua clip của em quay chi tiết này, anh em cũng có thể là tự đánh giá tự thẩm rồi. Em thì vẫn có ship đi mọi miền tổ quốc cho anh em, nói chung clip nào em cũng nói trên clip rồi. Và em chỉ báo giá chim mà không bao tiền ship. Anh em nào có nhu cầu thì nói chung là chốt bắt em nào thì chuyển khoản giúp em, quá VIP. Và đây tiếp theo là em số 2 anh em nhé. Em số 2 này thì bộ to cực khủng, phải nói là khẳng định với anh em nó to khủng. Gốc màu dày, màu đá lân, gáy ngựa, màu của nó to như ngón tay cái anh em nhé. Màu cảm giác to đầu. Đây em quay góc nghiêng cho anh em có thể nhìn thấy này. Màu không khuyết, màu cực dày luôn. Màu to hơn đầu, cực VIP luôn. To, dài. Chim về anh em vẫn nhìn này. Em lông lá nó vẫn bết bệt, dính chuối kìa. Em chưa cho tắm được gì đâu, quay luôn clip cho anh em. Cho tắm nhưng còn đẹp nữa. Anh em có màu chất chưa?
mào to đùng to hơn cả cái đầu. Kiếm đậm. Đây gọi là em quay cái bóng bộ cho anh em thẩm thôi. Em này mẹ luôn cho em này cũng báo, em báo giá công khai cho anh em. Em chim số 2 này chim nào, vẫn là một em bé chim nào anh em nhé. Thì hai em này em đi em kiểu cho anh em hai em chim nào rất chi là biết. Em này là em chia sẻ cho anh em với giá là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000. Quá chất luôn. Đấy, chim đi xa về mà em kè luôn như này là quá ok, thái độ tốt. Đấy, ra giọng luôn anh em nhé. Nói chung là chim em tuyển thì anh em yên tâm là những con chim cực kỳ chất lượng. Đấy, hai em một nhóm này anh em nhé. Bộ to dài, lông mỏng. Nói chung là bộ to nhá, không phải là bộ trung đâu, nó là bộ to luôn. Màu dày, kiếm đậm quá. Em số 1 anh em nhìn nó hót lên cái quả gáy nó phồng khiếp luôn. Mỏ mỏng tang, nói chung hai em hôm nay đều vip anh em nhá. Cực kỳ vip. Quá vip luôn. Thì nó hót cái gáy nó phồng anh em nhìn này. Quá chất lượng. Em số 1 này là 1.800.000. À quên, em báo giá em số 2 em quên, em chưa báo giá cho anh em. Em số 2 này em chia sẻ cho anh em với giá là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000 em số 2. Đấy, anh em nào thấy ưng em chim nào thì cứ nhấn máy alo trực tiếp số điện thoại của em Tùng. Em Tùng thì vẫn có ship mọi miền Tổ quốc cho anh em và bảo đảm đến tay anh em chim chuẩn chim và khỏe mạnh anh em nhé. Đây em số 2 cũng gáy ngựa anh em nhé, màu to ăn đầu. Em này là 1.600.000 cực kỳ vip. Nói chung hai em chim ngày hôm nay thì thứ nhất là chim gốc Lào, giọng cực kỳ xoắn hay và bộ to đẹp. Đây, anh em nào chốt luôn thì cả hai em này thì nhấn máy alo cho em nhé, vì hai em chim ngày hôm nay là cực kỳ vip đấy, cực kỳ chất lượng, em khẳng định với anh em là như thế, cực kỳ hiếm. Nói chung là không phải lúc nào cũng tuyển được những con chim ở bên Lào đâu. Lâu lắm rồi, em nhớ là tận đầu năm trước em mới tuyển được có một em chim cà phê ở bên Lào ấy. Đây, anh em có thể tự thẩm trên clip nhé. Thôi clip em cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe.